Ô, oh, 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 cái này mình phải xử cái đống này nữa. Đồ đồ chưa ra, ghê vãi. Rồi cái cục của mình giờ là bắn được hai mục tiêu luôn. Tiện cái chứ. Ê, má là quen tay tiếp. Quen riết thiệt luôn. Ôi, vừa mới nhìn nó bắn mình. Chưởng đi. Ôi. Rồi chết rồi, chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Anh ơi, lên anh ơi. Ô, đây còn cái súng máy nữa. Bắn khá là rác đó. Làm gì đây, điện không vậy? It appears the energy waves from these creatures contributed to the scourge throughout Helios. Cái gì còn hết đạn rồi. So whatever happened here. Wow, 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 có địch ra nữa hả trời. Mày thì chạy lại gần đây, chạy lại gần đây mày, chạy lại gần đây. Tôi còn máu nữa. Mình gần hết máu rồi mà cứ bắn liên tục như thế này. Cái này nó bắn phá siêu được mình luôn á. Căng phết. Ok ngon. Wow 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 wow. Chỗ này nguy hiểm phết luôn á chứ. Ok ngon rồi, chúng ta sống sót rồi. Có máu đây, có tất cả đây. Wow wow wow. Game chu đáo phết. Mình cứ tưởng mình tạch luôn rồi chứ. Tại cái đường này mình không biết rõ phải đường đi cái hướng nào mà nó cứ rối rối mà nó còn có cái gì chứ mình không biết phải nên đi thẳng hay là dưới có điện, mình cứ sợ chỉ đâm đầu xuống dưới có điện gì đó. Exploration system. Ok. Khám phá gì đây. This was something big. Detecting low levels of power, Pathfinder. A scan may help identify conduits. Thấy hộp đạn thấy nghi nghi đó. Wow, I think that's fried. Will it even work? Hey, I just. Đó lè. Damage to parts of the system. Mình nghĩ chuẩn bị có địch vô chúng sẽ phòng thủ chỗ này hay gì đó. Bro, but this may work reroute power to the main. Chứ phải thay đổi cái hướng điện vô cái hệ thống chính à. Là sao mình vẫn không hiểu lắm cái này là sao? Nó có cái ký hiệu như này nè, nhưng mình đọc ý lời để coi lại. Tức là nó kêu là phải theo thứ tự. Còn cái này mình coi nó có cái gì vậy nó. Remnant code. À đây 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 đây, nó có cái dấu hiệu trên đây. Đây là một cái dấu gạch gạch lên. Này gạch gạch xuống hả? Mình coi lại coi. Này gạch xuống đi, gạch lên đúng rồi nè. Còn nào sai ta? Gạch xuống. Đâu để chiếu lại coi. Chúng ta bật cái này xong rồi chúng ta bật cái sang bên trái. Không ta.
nó chỉ là cái đầu tiên là cái bên đây nè, ngay góc bên này nè, xong rồi chúng ta sẽ bật sang bên bên kia rồi mình thử thôi. Đúng rồi. Rồi xong chúng ta sẽ sang bên đây. Bật sang bên đây. Excellent. Rồi chúng sẽ quay lại bên kia, bật bên kia tại theo cái hướng nó chỉ mới đúng. Nhưng mà cái game này nó rối, nó không chỉ, kiểu như chỉ cụ thể rõ ràng, giống như là bên Horizon nó cũng đánh đố nhưng mà nó làm cho người chơi hiểu được cái đánh, mức đánh đố nó như thế nào. Còn này nó đánh đố nhưng mà nó khá là fail, trong việc đó nó làm khá là dở. Cái đánh đố nó nhìn nó phức tạp và nó khó hiểu, lúc đầu người chơi phải không biết được cái gì luôn, tưởng là đúng là sai. Để coi chúng ta còn dư đạn không, chúng ta full đạn mà đúng không. Rồi full đi tiếp, mình cứ tưởng hết được hết đạn gì đó. Provisional repairs are complete, Pathfinder. Only one way to know for sure. Translating. Flight control systems online. Welcome, administrator. Looks like those repairs worked better than expected. Restoring systems has reactivated something else nearby, Pathfinder. Yeah, but what? Vessels on standby. We have seen remnant ships, but none in working condition. It says it cannot retrieve commands from the Meridian engine. Meridian engine? Sam, do you know what? They're going to be trouble. Địch đến, bắt đầu địch đến rồi. Đâu vậy, đâu vậy? Ủa đâu rồi? Cái đỏ đỏ không thấy ai hết á. Ở đây nè. Cái gì bắn rác dữ vậy ta? Ui, cái máy này nhìn bự phết, hai ba thanh máu. Rồi mình bắn cho an toàn thôi. Chứ giờ mình không biết phải cover ở chỗ nào. Má nhìn giống như con rắc, con nhện vậy ha. Không được. No. Mình vừa mới tự hỏi là cái bự bự đâu. Vừa mới nói xong cái nó phóng ra ngoài giết mình luôn. Đó, phóng ra ngoài tính bắn mình rồi. Cái chân này nữa chứ. Sao nó bắn mình ra khỏi cái shield này được hay vậy ta? Cái cover ấy chứ. Ngon, giết từng con chứ đi. Ồ, nó bắn hụt. Cái con này khó bắn mình ra khỏi cái cover lắm nha. Chuyên gia luôn. Ôi mẹ, cái gì nó bắn gì ghê vậy. Mà thấy máu còn trâu nữa chứ, nó bắn liên tục. Đó, giết hai thằng tập trung giết này nè, đó. Bắn đi. Ê, sao, ôi. Wow.
skill không có xi nhê vậy. Ây da, trời nó bắn bay sạch siêu luôn, hay lắm. Wow wow, mém chết mém chết mém chết. Lại kia mình lấy đạn ra. Cho hai người này quốc xử lý rồi. Tụi bay hơi lâu đó. Chúng ta có máu trên này nữa mà không ta. Hình như không. Thì có đạn thôi sao. Cái này giá với cái này là đạn nhanh hơn tí à. Mấy cây nào bắn lâu được thì má nó nạp đạn thì. Mấy cây nào bắn nhanh được á, nó giật tung nóc. Còn này, ồ sao cái được. Hình như tôi phải bắn cái súng của nó thì nó mới hết máu nhanh được. Đúng rồi, nó có hai cái thanh máu đó với đồng cái turret cái bên kia. Còn có gì nhỉ? Hô hên vãi. Đồng đội xử lý nó luôn rồi. We're good here. Ok, chúng ta phải đi thôi. Như vậy nè. Trước tiên tôi đi lên. Hồi để đi coi cái hướng này nó có đạn không, mình nghĩ là phải có thôi. Trước khi mình ra ngoài chỗ này thì kiểu gì nó phải có đạn cho mình á. Hoặc là không. Đúng rồi, đúng ngay chốc. Thế nào cũng phải có. Có máu của ta lần hồi nãy mình vô là nó có đạn cũng có máu nữa nè. Ngọn biết đây còn ở đây đúng chính xác như mình nghĩ. Mà hay quá em ơi. Rồi nữa hả? Còn nữa kìa. Rồi đi coi cái bản đồ đó nè. Bắn con này bị trúng kia mới ghê chứ. Mình đang rất là cẩn thận để đi khỏi phải đạp trúng cái kia. Mà mấy con này là mình sơ ý quá. Cái cục này không hơi là mình bay sạch máu luôn. Hay thật. Bây giờ sao đây hồ máu đây. Chắc phải cái hồ máu đâu đây chứ ta. Tự nhiên đụng với cái cục kia không mà bay sạch máu luôn. Hay lắm luôn. Mà gặp ngay chỗ này chúng ta đâu có hồi máu được đâu. Đúng không ta? Ủa anh đi cái chỗ này chúng ta ngõ cục rồi, chúng ta đâu đi được đâu. Chúng ta phải quẹo lại đi cái hướng bên kia mới đúng. Nhảy qua kia. Nữa hả trời? Nói gì ghê vậy? Nó làm gì ghê vậy? Ô mà tấn công nó chi vậy? Ta đang hết máu rồi ba, hết đạn nữa ba. Nó hết máu hết đạn gặp một đồng đội nữa chứ. Má hay thật. Làm sao đi kia đây. Ý là mình cũng phải cần máu với cần đạn chúng ta mới đi qua được chứ. Khi muốn cầu vào dưới đi đã tính. Má cầu vào đã không có rồi má căng đét.
Một phát. Chơi liều luôn con, chơi liều luôn. Ơi bậy. Máu đã yếu rồi, có đạn rồi nhưng mà trên hơi bậy. Máu yếu lắm bạn. Đồ thôi. Hên quá nó chết trước khi mình nó kịp xong rồi đây. Chứ không là mình ăn hành rồi. Nó còn con này nữa chứ. Má còn một con nữa. Hay lắm nhưng chơi. Quất con này đi, tao quất mấy thằng cùi cùi cho. Tại mấy thằng này dễ quất hơn. Quay tập trung hỏa lực vô cái con kia kìa. Đó. Coi, chúng ta có đạn, chúng ta có máu đâu đây chứ. Bắn vô mấy cái... Ui, mém chết. Trời ơi là trời. Sao mình cứ phải tự làm khó mình hoài vậy ta? Hay là mình đi tìm máu chứ đi. Chơi liều vãi luôn. Bắn đi. Ồ, hên quá đi rồi. Mình kêu tụi mình chết rồi chứ. Máu kia rồi, máu. Lại nữa hả? Chúng ta cần phải nạp máu trước khi tụi bánh lộn tiếp. Trời ơi trời. Máu thì không có nhưng mà cứ phải đánh hoài luôn. À đây, máu đây rồi. Phát là gục luôn. Nó hồi cái siêu luôn cho mình mà. Cái con chân dài này nó sao sao á. Mỗi lần nó nhìn mình là cái nó bật siêu lên. Sợ mình chặt cái chân hay sao. Nhìn tướng nó đi thấy ghét không à. Đáng lẽ nó phải cho là phép mà mình kiểu như là lúc mà mình lại gần đó là nó đánh cái skill L1 liền được. Hai thanh niên chân dài hết đạn rồi, còn nữa kìa. Ôi bảo cái thanh niên trốn rồi. Rồi hết đạn rồi mấy đứa ơi. Cứ giùm anh đi. Anh đi tìm đạn kìa nè. Chỗ này căng quay thôi. Nãy giờ chúng ta giỡn mặt cái tử thần mấy lần rồi đó. Đây. Nãy mình nhớ là chỗ này cũng còn lấy đạn được. Hết rồi hả? Mới hết đạn nhưng mà còn năng lượng ở đâu chứ. Mình cứ nhìn vô cái năng lượng cứ tưởng là còn đạn luôn. Ai ngờ nó hết. Nó hết. À đây còn cái nữa. Nó hết đạn nhưng mà nó còn năng lượng. Con kia chết chưa ta? Con ra nữa rồi, sao nhiều quá vậy? Đủ kiểu.
Wow 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 wow, mấy đôi, mấy đôi. Cảm ơn đi. Bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi, phá cái shield nó, phá cái shield nó, đúng rồi. Nhớ là nãy mình thấy một cái hồ đạn đâu mà ta. Đạn đâu rồi em ơi. Có đạn rồi, có đạn rồi. Cái này đánh vô tâm đánh vỡ shield đó luôn ha. Ô quá đẹp, quá đẹp. Em ấy là một pha quá đẹp. Chưởng một phát gục luôn. Chúng ta ra tới đâu rồi ta? Chúng ta ra tới ngoài luôn rồi. Thấy không, chỗ này nãy giờ mình vẫn chơi tử thần mấy lần rồi đó. Má áp phê thiệt. Phóng ra ngoài rồi. Má còn nữa hả? Sao nhây nhây quá vậy? Command hub. Rồi, hay hộp đạn tiếp lộ quốc tiếp rồi đó. Thấy không ổn rồi đó. Máu để dành đi. Kiểu gì lên đây đó hồi cũng có lộ cho nên nên để dành mấy cái đó. Translating. Connection lost. Meridian engine not found. Sam, is there damage here? Can we restore systems like we did before? I'm sorry, Pathfinder. Systems are intact, but they are searching for a component that doesn't appear to exist. What do you mean doesn't appear to exist? One moment, Pathfinder. I have found something. Translating. Final administrator log. The opposition's weapon may cause widespread damage. All our weapons, our ships, will not be able to protect us. Protect my goal. We need to disengage Meridian from Command Core, which will remain here to draw fire. Meridian contains all the work of the Jardin. Nothing else matters. I will send it far. We can return one day. Continue the process of renewal. End of log. The Archon was wrong. This isn't Meridian. Meridian is gone. That can't be the end of it. There must be some way to get it back. Enemy incoming! Go! Get ready! We're getting out of here. Sam, find me another exit, away from the cat! There is no other exit, Pathfinder. However, the Remnant City is not without defenses, and this is its central command. Remnant defenses, of course. Use them against the cat. Sam, now!
Archon wants that one. Destroy the rest. Cái gì hết nguyên đám này, nó hay lắm. Càng lúc càng hay hơn. Vô đây em. Vô đây em. Này đặt tên cũng ngầu ha, Archon Sword. Rồi lính lực lượng nó đông quá. Với nó skill đặc biệt không nữa. Mình thừa biết là thế nào cũng có mấy thằng chỉ như vậy vô. Cho nên tao đã thủ sẵn hết rồi. Ngon mày lên đây, ngon mày lên đây. Mày lên thì tao chạy thôi. Mày ngon mày lên đây. Mày lên thì tao chạy theo hướng khác thôi. Có gì đâu. Còn mãi nó lên thiệt mày ơi. Lên thiệt. Ôi mẹ ơi. Đừng có hồ máu nha, từ từ nha. Tại vì chúng ta vẫn chưa cần thiết cho lắm. Máu vẫn còn đầy mà. Nhưng mà chúng ta cần đạn, đúng rồi. Chúng ta cần đạn, đạn đâu rồi. Chưa chết nữa. Rồi giờ chết rồi đó, vừa mới nói luôn. À con Sword còn bé nữa. Anointed. Cái chi điểm. Gục ngã liền. Gục ngã liền. Một pha quá là thần thánh của Nghĩa. Nghĩa đã xông lên xử lý những thằng như thế này. Má, một pha quá đẹp. Một pha gục ngã đối phương. Ôi ơi, mà làm giống như là mấy thằng bình luận viên vậy. Ôi, ơi, ơi. Ê, thật chất là mình cũng đang bình luận, nhưng mà bình luận game nó khác. Tâm sự nó khác. Mày mày chết chắc rồi con. Mày chết chắc rồi con ạ. Mày, mày hả bưởi xong chết đi, mày chết đi. Thôi, trời đồ đấy. Sao nó trâu vậy. Siêu lại. Thanh niên, tập trung bắn nó đi, tập trung bắn nó đi. Còn mỗi mình nó à. Xông lên anh em. Còn má nó chọc bom ở kia. Bom từ trường. Hồi cả máu nữa kìa. Ơi, đi gọi địch tới nữa kìa. If we all die, it won't matter. Ôi, mém chết. Chúng ta cần cái shield, chúng ta cần cái shield. Có hộp máu đằng kia, có hộp máu đằng kia. Sao bình tĩnh xử lý tình huống anh em. À không, cho đây hết bình tĩnh được rồi. Tránh ra, má nhảy lên không được, phóng quá không được luôn. Má cái game hay lắm. Hay. Ồ, hộp máu rồi, đây 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 đây. Má nhiều lúc nản mấy thanh niên đi. Ê, ê, ê. Nói mình chỉ vô vậy nó còn target this required nữa chứ. Hết hồn thanh niên. Còn một bé rồi. Sword gì rồi. Ở đây 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 đây. Niên tàn hình mới ghê chứ. Chơi lộ nguyên hình ra bỏ lộ đi mày. Chơi kỳ quá ba. Nãy giờ nó có tàn hình không? Không. Ờ, má đủ làm thiệt quay. Ôi thằng này cái siêu vậy đó. Nó không là tính ra mình có siêu nó cũng có siêu thôi. Bố ra đi anh em, bố ra đi. Lính nó gần hết rồi. Nó là đệ tử của thằng kia. Đệ tử của thằng Archon. Đi theo nó hoài luôn mày. Bỡ chân, bỡ đít. Rồi, ôi nó mất tiêu nữa rồi. Nó gọi kia ra nữa chứ. Đáng lẽ mình phải giết nó trước khi mà nó kịp gọi cái con này ra. Hay lắm con trai. Chạy đi anh em.
Wow, sao tàn hình nó xuất hiện đúng lúc vậy? Tao đùa đây, đừng có đánh thiệt quá. Má, chạy đi. Nó ác xì không thôi mình muốn chết rồi nè. Vấn đề là chúng ta phải giết được con này nhưng mà chúng ta cần đạn. Con gì nó bắn từ xa vậy? Con này nó vẫn chưa kiên quyết chưa chịu bỏ. Bắn một hồi cái nó bỏ nó hồ máu lại hoài ta. Giờ mình phải gặp cái con này nữa chứ. Mất cái shield luôn. Ôi anh em ơi. Khoan đi để mình bắn xong cái này. Ôi, không nhầm nữa. Dưới cái hộp máu rồi. Mình nhớ trên đây vẫn còn hộp máu ở đây nè, đúng rồi. Hộp máu luôn rồi. Low ammo. Đâu đây không biết còn đạn không nữa. Hên là nó còn hai dạch cuối cùng nhưng mà nó hết generator. Này nó cập thật gân. Này chỉ nó bắn gì ác liệt quá hay không. Ngon mày lên đây. Tao chơi liều với mày luôn. Ồ nãy cầm kiếm chém mình luôn mới ghê chứ. À, khi mà bạn cầm dao cho một cuộc đánh lộn bằng súng rồi. Anh ấy cầm dao thế mới điểm. Giờ là không có ai đi trúng mày rồi. Ngon rồi. Ground team, is everyone all right? Everyone accounted for. We saw everything from orbit. It was incredible. The entire city lit up. The scans went wild. And Ryder, the Kett are retreating. Whatever you did, it worked. A full retreat? That's a relief to hear. Any progress on Meridian? Have you got it working yet? This isn't Meridian, or at least not all of it. Hard to explain. We'll brief you later. So Meridian's gone. But shouldn't this thing know the nav point of where it went? Contact with the Scourge will have altered Meridian's original path. It would take countless years to determine its current location. All this remnant tech around us? The Jardin had to have a plan. Did they have time for a plan? Well, if the Scourge is messing things up, maybe that's where we should look. At what? I don't know yet. We'll have to think about it. Okay, no Meridian. But we kicked the Kett out of a major stronghold. That's huge. That just means we need to push forward before they can recover. We have to find Meridian. The real one. Sam, collect all the data you can. Radio the Tempest for extraction. This is going to take work. And it's going to take all of us.
Pathfinder, you seem well. We're all doing quite well here. Thank you. That is good to hear. This journey can't have been easy. Speaking of which, we know you defied us. You went for Meridian in direct violation of initiative orders, even though our reasons were quite clear. Yet, you were correct, Ryder. We should have trusted your instincts. You have proven time and again that you deserve the title of Pathfinder. I have never been so glad to be wrong. I appreciate your encouragement and your candor. I am told there are still obstacles to reaching Meridian. The initiative stands ready to provide whatever support you need. Pathfinder, just the person I wanted to see. Meridian, set on a path its creators, disrupted by the Scourge, now lost. An unmanned ship is at the mercy of ocean currents. Now, think of Meridian as the ship, and the Scourge as the ocean. If we can somehow predict the currents and track them, we could figure out where the ocean's taken the ship. That's genius. The Scourge is the sea, moving objects around. It's not a precise analogy, of course, but it illustrates the point. Dr. Anwar's suggestion may indeed be our best chance at finding Meridian. The more we know about the Scourge, the better we can predict how it affects the things it comes in contact with. We'll need better data. Probes for the Scourge and Garen star charts. The Initiative made charts of Helios from the Milky Way 600 years back. Perfect baseline. I can compare that to Helios at present. It'll give us numbers, but one set won't be enough. Sam, what exactly do we need right now? Readings from within the Scourge itself, collected by probes planted at key points. Once enough data is collected, we'll need initiative resources for mining and analysis. Once that is done, I can build a predictive model that will recalculate Meridian's path. We have a plan. Now let's make it work. Everyone's counting on us. Let's bring them home. Heck of a wake-up call. Anomaly detected. Deploying probe. This is one of the chosen data collection nav points. We should release a probe. Approaching one of the ideal probe locations, Pathfinder. At a Scourge nav point appropriate for data collection. Receiving Scourge readings. Anomaly detected. Probes launched. Intense Scourge activity is common in this area. Might be worth planting a probe. At a Scourge nav point appropriate for data collection.
Kindrax's theories. A real Turian aeronaut. The first to cross the ocean in a balloon. On Paladin? Brave soul. There aren't many soft places to land. Anomaly detected. Probe away. This is one of the chosen data collection nav points. We should release a probe. At a Scourge nav point appropriate for data collection. Anomaly on sensors. Approximating remnant ship dynamics. Sam? Building predictive model. Between the remnant city Meridian and however the Scourge fits in. Pardon my Martian, but it's all weird as shite. Just the relevant data, Suvi. Do we have it or not? Ryder, we have it. I mean, we will. With this. The mother of all navigational aids. Take that back to the remnant city, find an override, and their ships will fly the same vector as Meridian. With correction for the Scourge, you'll have its exact location. The heart of the Vault Network. We can do it. Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng cái tại đây và hẹn gặp bạn trong những tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Và chúng ta vẫn đang đẩy nhanh tiến độ vào trong những tập tiếp theo của tựa game này. Và trong những ngày tiếp theo, chúng ta sẽ có một số tựa game khác thay thế. Nhưng trước tiên hết thì chúng ta vẫn phải hoàn thành xong series này với series Ghost Recon Wildlands. Thì sau ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có ngày một cái series mới và sau đó nữa sẽ có một series mới nữa. Mình đang dự tính rồi nhưng mà chưa tiện nó ra, mình sẽ công bố sau trên fanpage nếu bạn nào theo dõi liên tục. Và ok, hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda.